2 triệu 2. Cái này 1 lô trang vàng đồng giá nha, 1 lô trang vàng đồng giá nha, để mình bán mình quay từng cây này nha. Mấy cây này là khoảng 20, có cũ thì 23, nhưng mà mấy cây này cây tơ chưa có già cây, đang lớn quấn vô chậu rồi nè. Cây số 1, cây số 2 đi. Cây số 2 nè, cây số 3 nè. Ai mà mua nguyên lô nhiều lắm, khoảng 100 gốc nha. Này quay tượng trưng thôi. Số 3 nè, mấy cái cầm nè. Số 4 nè, số 5 nè, số 5 nè. Mấy cái này cũ 20 ha, 20 trở lên không nha. 6 20 18 20 6 cái này số 7 đi. Mấy cái này có cái đế nằm dưới này, chôn dưới này. 7. Cái này cái số 7 nha. Số 8 đi. Nguyên cái cục luôn. Cái này quá trời nguyên cái cục rồi đó. 19 nè. Cái này trang vàng nha. Số 10 đi. Đó, 1 lô trang vàng luôn. Cái này số 11 đi. 1 cốt nè, bự nè. Khoảng 20 vậy. 11 này nha. Rồi mình quay 11 cây đi. Mà mua mà số lượng lớn thì lại đi lại giường lửa.